Hình như cái trend cầm nồi cầm chảo hết hot rồi hay sao ấy, mà giờ mình mới lọ mọ cầm nồi điên sập Aeon đây này. Hề luôn, đến trung tâm thương mại cầm cái nồi cua ai cũng nhìn. Cơ mà mình đã tôi luyện đủ bài bài 49 năm nói không với ngại rồi, nên chuyện này chỉ bé như con muỗi. Ok, bây giờ thì cùng mình đi càn quét thôi. Đặt chân vào phố ẩm thực lần nào là lần ấy ánh mắt mình cũng va vào phải quầy sushi 5K mọi người ạ. Bởi vì nhìn chung là nó đa dạng thể loại nè, giá khá mềm nè, màu sắc bắt mắt nên lạc vào đây là cứ bị cuốn. Cách nhận biết giá cả là gói trơn thì 5K, còn gói có chấm vàng là 10K nha. Riêng mình đơn giản lắm, cứ thấy cái nào vừa mắt là mình cho vào nồi. Mình có mua thêm gói xì dầu với một tạt nữa chứ không mua gừng hồng vì mục đích là ăn lưng lưng bụng tí thôi. Sushi ở đây không phải kiểu quá xuất sắc để thưởng thức. Trải nghiệm kha khá lần sushi ở Aeon thì mình đưa ra lời khuyên là mọi người nên ăn sushi cá hồi ngon ngọt vừa miệng phết. Sushi lên Nhật cũng xếp top đầu đó và đều có giá 10K. Còn cuối tháng kinh tế eo hẹp 5K thôi thì mọi người có thể thử cá trích cũng ổn. Nếu có thêm loại cá trích ép trứng thì tuyệt vời, trả 15K mình cũng chịu. Hoặc cái sò điệp kim chi này gia vị đậm đà cũng ok á. Làm xương xương chín miếng là mình bắt đầu có sức đi tiếp rồi nên chuyển ngay qua hàng xiên gần đấy. Đồng giá 10K và được làm nóng trong mấy nồi nước dùng ấm sục luôn. Mình thích nhất là ăn mấy cái viên sọc sọc này, mình nhớ không nhầm màu đen là hải sản túi mực, còn xanh lá là kiểu hương xả ấy. Lấy thêm mấy cái viên chả, hồ lô, tôm phô mai, hoa lá cành các thứ nữa. Xong xuôi chan một ít nước súp súp rồi đi tính tiền thôi. Và cái kết đúng như mình dự đoán, chỉ có mấy cái chân ái mình hay ăn là ngon. Còn cái viên hoa hoa này là dở nhất. Trông xinh xinh chứ ăn nhặt thách ở gần như là không có vị gì luôn. Với cái giá 10K một xiên hơi mắc thì mình kỳ vọng ít nhất nó cũng phải ngon từ trong ra ngoài như mấy cái viên sọc sọc này nè. Chứ còn chả cá chả mực thì mình thấy nó cũng không đậm vị đâu và bị hơi bở ấy. Nói chung là ăn tí cho ấm bụng chứ bây giờ mình lại đi ăn kem cho nó dung hòa nóng lạnh đây. À mà trước khi mua kem thì tất nhiên là phải rửa qua nồi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mua 4 cái kem cây, 2 than tre, 1 táo xanh, 1 matcha mix thử xem như thế nào. Tiếp tục là một pha đu chen cực kỳ mụn màng từ mỏ khuyết. Úp kem vào nồi xong cầm cái thìa nhựa này dằm muốn gãy tay luôn. Được cái ban đầu tưởng không ngon mà ai ngờ nó lại xịn xò con bò phết mọi người ạ. Kiểu rằng mình nhạy cảm nên mình thích ăn súp như thế này, với cả vị nó hòa lẫn cũng hay hay. Thi thoảng ăn chúng miếng ốc quế giòn giòn nữa thì bao vui. Đến đây bắt đầu trôi son rồi và mình nhận ra vấn đề là mình để quên son ở nhà. Thế nên đành ngậm ngùi đi mua nốt 2 cốc trà sữa coi thế về nhà uống, chứ để mà chết trôi quay video cho mọi người nó lại ối dồi ôi quá. Và tránh việc mix lung tung vị trà sữa lên sẽ mất ngon nên mình order 2 cốc cùng loại là hồng trà sữa trân châu hoàng kim size M và L. Tổng hóa đơn là 147 cành. Ui tự nhiên thấy đau ví thế nhỏ. Thôi thì bây giờ tạm biệt coi thế brand trà sữa mà mình cũng không biết đọc thế nào. Tạm biệt Aeon nha, mình phải về nhà uống trà sữa đây. Về đến nhà thì trong tâm thế phải hoàn thành thử thách một cách xuất sắc thì mình đổ 2 cốc trà sữa vô nồi. Trời ơi, cái quả thể tích nó phải gọi là vừa khít hột mít luôn mọi người ạ. Mỗi tội con bé mỏ khoét vụng về là một pha mở nắp nó phải gọi là đi vào lòng đất hà. Không biết các vị khác ở coi thế sao chứ hồng trà sữa cũng na ná vài brand mà mình từng uống. Được cái đặc biệt là trân châu hoàng kim ở đây rất ngon, dai dẻo ngọt vừa phải, nhai đã cái miệng lắm. Cơ mà thi thoảng mới dám uống thôi chứ ngó ngó thấy vài cốc size L trên 100.000 thì mình chọn đi ăn buffet lẩu nha. Đáng lẽ cái thử thách cầm nồi cầm chảo đến đây là kết thúc, nhưng mà mình kể nốt câu chuyện là tối hôm đấy mình lại thèm sushi cơ. Ôi không hiểu kiểu gì nhưng mà sushi này xịn sò hơn ban trưa vì một miếng rơi vào tầm 15.000, ăn đáng độc tới bác gạo cực. Mê nhất là sushi cá trích ép trứng ngon đỉnh mà nhai nó cứ nổ lốp đốc trong miệng ấy. Cá hồi thì béo béo mềm tan trong miệng, rồi là maki bơ phủ cá hồi béo ngậy mê ơi là mê. Nói chung là một khi bạn đã rơi vào tổ đội hội những người nghiện sushi thì nó cứ phải gọi là u mê không lối thoát. Nghe qua cứ tưởng thành viên của tổ đội là ngầu lắm sang lắm nhưng mà không nha, người mình lúc nào cũng trong trạng thái không xu dính túi thế mới cay. Loanh qua loanh quanh một ngày đi ăn hết xương xương 500K rồi thì làm ăn cái gì nữa. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.